Chào mừng quý cô bác và anh chị đã cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, thay mặt thầy Gia Cát cùng ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, tuổi Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng. Bởi vậy, tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, những người này sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc và ổn định. Trong tháng 9 âm lịch, họ có những thành tựu vượt bậc về tài lộc và công danh sự nghiệp. Quý vị hãy luôn giữ vững được tinh thần thoải mái, vui vẻ trong công việc và nhiệt tình trợ giúp đồng nghiệp sẽ giúp bầu không khí trở nên hài hòa hơn, tác động tích cực tới hiệu quả công việc của bạn. Vậy trong tháng 9 âm lịch, thành công của những người tuổi Đinh Hợi rực rỡ như thế nào mà khiến cho hầu hết các con giáp phải ghen tị? Không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, ngay bây giờ mời quý vị cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Đinh Hợi trong 89. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Người tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 có mệnh là ốc thượng thổ, đất nóc nhà. Họ sống rất ngay thẳng, chân thật, rất ít khi vòng vèo, sâu xa hay giấu giếm. Đinh Hợi là người cương trực, thẳng thắn, không chịu lùn cúi trước ai. Chính tính cách này khiến bạn gặp nhiều mâu thuẫn với mọi người, bị ghét bỏ và xa lánh. Tuy vậy, đôi khi họ lại tỏ ra mình là người ham của cải, vật chất, hay chỉ trích, đánh giá người khác, ham bàn tán, chuyện thị phi, dựa dẫm vào người khác, không giỏi xã giao. Vì vậy nên thời trẻ, nhiều fan rơi vào bế tắc, khôn đốn. Họ khá bốc đồng nên sẽ mắc sai lầm, nếu có thể thận trọng, cân nhắc suy nghĩ kỹ hơn thì chắc chắn sẽ có được thành công. Điểm cộng là họ rất tốt bụng, thích giúp đỡ người khác. Trong công việc có trách nhiệm cao, luôn đưa ra những giải pháp tốt. Tháng này, bản mệnh không có quá nhiều may mắn, công việc của bản mệnh gặp một số vấn đề rắc rối và biến động. Thời tiết thay đổi khiến sức khỏe của gia chủ ảnh hưởng đáng kể, các căn bệnh tuổi già được dịp tái phát. Thời gian này, bạn luôn gặp những rắc rối với người bạn đời, người thân của mình, mâu thuẫn xuất phát từ những lý do rất nhỏ nhặt khiến bạn mệt mỏi, nên đứng vào vị trí của nhau để nhìn nhận, thông cảm và thấu hiểu cho nhau. Xét về thiên can, Đinh âm hỏa gặp canh dương kim nên gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này, gia chủ cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra, gây ra những hiểu lầm không đáng có với người xung quanh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Nếu vẫn còn nặng lòng với công việc, sự nghiệp trong tháng này có nhiều biến động, dễ vấp phải đủ loại trở lực hoặc bị người khác gây khó dễ, bất hợp tác. Hơn nữa, nếu không kiểm soát cảm xúc của mình, bạn rất dễ để cảm xúc dẫn lối mà bỏ qua việc dùng lý trí để suy xét mọi việc. Ở độ tuổi này, chắc chắn chính gia chủ cũng không hề muốn xảy ra tranh chấp, cãi cọ, đấu tố. Nên nếu có thể, hãy chủ động tránh những rắc rối không đáng có. Nhớ rằng, dĩ hòa vi quý. Người đã về hưu có thể an nhàn tận hưởng cuộc sống êm đềm bên gia đình, con cháu và những thú vui tuổi già của mình. Trong tháng sẽ phát sinh những vấn đề cần làm việc với các cơ quan hành pháp, nhìn chung sẽ được tiến hành thuận lợi hơn. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hàng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ tuổi Đinh Hợi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Đã sống đến độ tuổi này, bản mệnh không đặt nặng vấn đề tiền bạc mà chỉ quan tâm tới việc quây quần bên con cháu, ăn nhàn tận hưởng tuổi già. Cần cẩn thận với những lời mời chào đầu tư với mức lãi suất cao, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản, kẻo lọt vào bẫy của những kẻ lừa gạt. Xấu, khiến tài sản tích góp cả đời hao hụt thì không có gì đáng lo ngại. Gia chủ có thể sử dụng sự khéo léo của mình để thu hút được lợi ích nên bình tĩnh và lý trí thì tốt hơn. Tuy nhiên, bạn cũng cần chú ý vì còn có dấu hiệu phá tài trong tháng này. Nếu gia chủ không biết cân đối tài chính thì tiền của bạn sẽ không cánh mà bay. Bạn cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái hoặc có thể là xin việc hoặc cưới hỏi. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân, Hợi Mão Mùi.
giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tuổi tác cao khiến sức khỏe ngày càng giảm sút, âu cũng là chuyện thường tình. Ngoài ra, hệ tiêu hóa cũng xuất hiện dấu hiệu bất ổn, chú ý ăn uống và sinh hoạt lành mạnh. Bản mệnh cần chú ý an toàn khi đi lại, điều khiển phương tiện giao thông, tránh để xảy ra tai nạn, thương tổn ngoài ý muốn. Những người vẫn còn đang nặng lòng với sự nghiệp thì tinh thần người tuổi Đinh Hợi có phần không được tốt như các tháng trước do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Đành rằng ở độ tuổi này, sức khỏe của bạn đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già, nhưng cũng là do bạn chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe. Hãy dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn. Các gia chủ tuổi Đinh Hợi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo, tâm kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Đinh Hợi. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Cảm xúc của bản mệnh lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng ít nhiều tới chuyện tình cảm. Ở độ tuổi này, tình yêu và mối quan hệ có thể bằng phẳng vì niềm đam mê và sự ngọt ngào ban đầu của tình yêu đã biến mất, để lại những chuyện vặt vãnh hàng ngày. Chìa khóa để cải thiện mối quan hệ là quản lý nó. Người bạn đời bên cạnh bạn giờ đây đã trở thành người tâm giao, cùng nhau chia sẻ khó khăn, nuôi dạy con cái. Các bạn đã bên nhau nửa đời người, đủ để hiểu được cái gì cần thiết với gia đình mình. Bên cạnh đó, bạn cũng cần lắng nghe tâm tư của vợ, chồng mình để mối quan hệ của hai người được tốt hơn. Đừng áp đặt quan điểm cá nhân và bắt họ phải theo mình. Mối quan hệ với con cái có phần hanh thông, tình cảm hơn. Những người con của bạn đã trưởng thành, đã biết tự lo lắng cho bản thân và gia đình riêng. Cuối tuần gia đình thường có những buổi tập trung cũng là cách để tăng giảm căng thẳng giữa bạn và người bạn đời của mình. Tổng quan tháng 9 âm lịch năm 2022, tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần. Tháng 9 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 9 và kết thúc vào ngày 29 tháng 9, tức ngày 26 tháng 9 đến ngày 24 tháng 10 dương lịch. Tháng 9 Canh Tuất có nạp âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Tuất Lục hợp Mão, âm hợp Dần và Họ Thành. Tháng Tuất Lục hợp Mão, âm hợp Dần và Ngọ Thành hòa cục, xung Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi, tuổi Thìn. Đối với những người tuổi Đinh Hợi trong tháng 9 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày sau. Ngày âm lịch ngày 12 tháng 9 năm 2022, tức ngày 7 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Tỵ, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch ngày 24 tháng 9 năm 2022, tức ngày 19 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Tỵ, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Đinh Hợi trong tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 9 tháng 9 năm 2022, tức ngày 4 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Dần, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch ngày 21 tháng 9 năm 2022, tức ngày 16 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Dần, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành đậu thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp, phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu. Họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp với số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác, ai cũng có sứ mệnh riêng của mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi tuổi Đinh Hợi trong tháng 9 âm lịch sẽ giúp đỡ được quý vị phần nào trong cuộc sống có những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm một nút đăng ký kênh và chuông thông báo để ủng hộ chương trình nhé. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo của chương trình.